Xin chào mọi người, hiện tại chúng ta đang có mặt tại Viện Thẩm mỹ Quốc tế Bali và đang có hai vị khách điều trị nám da đang có mặt ở đây. Bác sĩ đang làm nám cho một chị khách. Em chào bác sĩ ạ. Bác sĩ cho em biết thêm về tình trạng của chị khách ngày hôm nay được không ạ? Chị khách này là chị đến để điều trị liệu trình là 10 buổi. Hôm nay thì chị đã điều trị đến buổi thứ 5. Tình trạng nám của chị đấy thì là nám sau sinh, nó nằm giải rác khắp mặt đấy, nên là điều trị thì nó sẽ hơi lâu một chút. Không biết trong quá trình làm thì chị có cảm thấy đau rát thì không hả chị? Chị bị nám như này đã lâu chưa ạ? Mình sinh xong bạn thứ ba thì bắt đầu là thấy đấy. Mới đầu nó chỉ ở gò má thôi, xong rồi nó lan ra ấy. Và cái chân nám mới đầu nó mờ, xong tự nhiên càng ngày nó càng đậm lên. Thế là sợ quá thì chạy đến đây này. Em xin phép được chia sẻ với cả mọi người tình trạng nám của chị trước đây chị nhé. Như các bạn có thể thấy ạ, đây là hình ảnh của chị trước đây. Chị bị nám chân sâu, cái vùng nám rất là nhiều ở trên vùng gò má, khóe mũi. Như các bạn có thể thấy đây ạ. Bác sĩ có thể giới thiệu với cả mọi người một chút về công nghệ trị nám Redline này được không ạ? Đối với công nghệ Redline này là công nghệ của Mỹ. Công nghệ này là công nghệ mới nhất của năm 2019. Khi mà đưa sử dụng cái sóng laser này đưa vào trong da thì khách hàng cảm giác là hầu như là không có cảm giác gì, rất là dễ chịu, nó không khó chịu như những công nghệ cũ là sẽ cảm giác hay khó chịu hay rát đỏ, đau sau khi làm. Nhưng mà cái này làm xong khách thấy hơi hồng da một chút và sau khoảng 15-20 phút là da trở lại bình thường, mọi người vẫn có thể đi chơi bình thường đấy. Rồi đối với công nghệ này thì liệu trình điều trị thì nó sẽ được rút ngắn hơn những cái công nghệ khác, ví dụ như là khoảng một gói liệu trình khoảng tầm 20 lần chẳng hạn thì cái này nó rút ngắn hầu như là được một nửa đấy ạ. Rồi với công nghệ này thì không bị bóc tách mạnh, mà làm xong thì tổn thương trên da hầu như là không có đấy. Thế nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Mình thấy mình buổi thứ năm thì mình thấy cũng hết đúng không? Đỡ khoảng 80%. Đấy, về nhà thì mọi người cũng nên phối kết hợp với bôi kem dưỡng rồi đẹp cái kem chống nắng. Thế kem chống nắng là rất là quan trọng khi mà điều trị đối với những người da bị nám nhé, thì sẽ hiệu quả sẽ cao hơn nữa. Cảm thấy các bôi cho mình kem chống nắng rồi hôm nay thì mình không mang cái của mình. Bác sĩ có lời khuyên nào cụ thể với các chị khách ngày hôm nay không ạ? Ngay sau khi điều trị xong thì chúng ta nên bôi kem phục hồi da là một này. Thứ hai nữa là kem chống nắng thì không thể nào mà thiếu được rồi. Kem chống nắng thì nên ngày bôi từ 2 đến 3 lần để khi mà cái điều trị nám thì mang lại kết quả cao. Còn là ăn uống thì mình hạn chế là mình không phải hạn chế cái gì cả. Đấy, ăn uống thì rất là bình thường thôi, không phải kiêng bất kỳ một cái gì. Và liệu trình điều trị thì cứ tầm 2-3 tuần thì mình có thể đến một lần rồi. Vâng ạ, như các bạn có thể thấy là tình trạng da của chị là đã tương đối là cải thiện so với cái ảnh trước đây ạ. Em chúc chị là sau cái buổi liệu trình này thì cái tình trạng sẽ cải thiện được nhiều hơn rất nhiều và sau đấy thì sẽ có một làn da thật xinh đẹp ạ. Em cảm ơn chị ạ, em cảm ơn bác sĩ. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận dưới livestream này hoặc gọi điện ngay tới số hotline để tư vấn trực tiếp nhé. Em cảm ơn mọi người ạ.